Dạ vâng, em Hương chào cả nhà nhé. Các bác thợ dùng sành đồ Nhật rồi thì vào thẩm giúp em xem là nội thất của em bếp ga này thì đạt được mấy điểm đây cả nhà ơi. Đây, em Hương mở cái nội thất bên trong của một chiếc bếp ga dòng họng đúc nhà Osaka ga để giới thiệu đến quý anh chị ạ. Một chiếc bếp dòng họng đúc thì siêu bền luôn rồi. Họng đúc nguyên vân các bác này. Đấy, đang còn nguyên vân tôn thép sắt đây ạ. Dòng nguyên bản cả nhà nhé. Đây, cả nhà đang xem bếp ga trên kênh YouTube Hương Bùi Nhật Bãi. Các anh chị vào xem bếp thì ủng hộ em Hương một like, một đô đăng ký kênh với ạ. Hôm nay em Hương mở cái nội thất của một cái chiếc bếp dòng mặt kính phun chức năng để giới thiệu đến quý anh chị. Đấy, vì sao gọi là bếp ga an toàn, vì sao gọi là bếp ga thông minh đúng không ạ? Hàng trăm phụ kiện và hàng trăm chi tiết mới tạo ra được một chiếc bếp như thế này cơ. Đấy, các bác nhìn này, cái dòng họng này thì các bác đốt 20 năm nữa thì nó vẫn như thế thôi. Đấy, mở nội thất ra để cho các anh chị có thể yên tâm rằng là không có bị dị xét, không có bị sao đâu nhé. Em Hương quay rất là chậm để cho các anh chị có thể nhìn thấy gọi là từng cm rõ ràng. Dạ rồi, em sẽ lắp mặt bếp vào và test các cái tính năng của bếp cho cả nhà cùng theo dõi ngay sau đây ạ. Dạ vâng, và đây là chân dung của em bếp ga xinh đẹp này các anh chị nhé. Em Hương cảm ơn cả nhà vẫn ở lại để xem video của em Hương ạ. Một chiếc bếp ga có ngọn lửa thì không thể che vào đâu được nữa các anh chị ạ. Hai bông hoa xanh trong cái không gian bếp của nhà mình. Mua bếp, mua lửa, mua may mắn. Không phải chỉ đầu năm thôi, đầu năm hay đầu tháng chúng ta mua bếp, mà thực ra bất kỳ khi nào chúng ta cũng có thể thay đổi phong thủy cho không gian bếp của nhà mình rồi. Khi nồi đặt lên thì lửa cũng còn rất là xanh và rất là to đây đúng không ạ? Bếp ga nội địa Nhật tự động tắt bếp khóa ga khi nồi cạn nước, khi gió thổi và khi nước trào. Ở cái chiếc bếp ga này, ngoài cái chức năng cơ bản nêu trên thì bếp sẽ còn có thêm những cái tính năng tiện lợi khác. Đó là có đồng hồ hẹn giờ đây ạ. Đồng hồ hẹn giờ của bên bếp trái và bên bếp phải luôn nhé. Tối đa chúng ta sẽ hẹn được 99 phút. 99 phút là hơn 1 tiếng rưỡi rồi. Trong hơn 1 tiếng rưỡi đấy thì chúng ta làm được rất là nhiều việc đúng không ạ? Đây ạ. Tăng cộng giảm trừ, tăng cộng giảm trừ cứ như vậy thôi. Anh chị sử dụng cũng rất là dễ, không có gì là khó khăn hết đâu nhé. Mình sử dụng 1-2 lần là mình sẽ nhớ thôi. Tiếp theo, bên bếp bên trái sẽ có thêm chế độ nấu cơm này, nấu cháo này, đại hình bát cơm là cờ âm cơm. Rất là dễ thôi, các anh chị dùng vài lần là mình nhớ. Đây góc bên trái bao giờ cũng sẽ là một khay chứa pin. Em Hương sẽ tặng cho các anh chị một đôi pin này. Khi mà mình mua bếp, mình có pin để mình test bếp và mình nhận hàng thì mình sau khi test bếp thì mình sẽ sử dụng luôn. Sang cái chiếc bếp bên phải thì sẽ có các chế độ tùy chỉnh nhiệt độ chiên rán 160 đến 200 độ C. Đây ạ, chế độ nấu nước 5 phút. Nước sôi tự tắt đây và phím 3S đây. Mình ấn và giữ 3 giây để kích hoạt tính năng này lên giúp em. Mình bật lên khi mình chiên rán hoặc là rang đồ khô nhé. Còn nếu như mà nấu nướng bình thường không thì mình không cần bật đâu ạ. Dạ vâng, chiếc bếp bên tay trái đã tắt rồi. Bên phải thì vẫn đang còn cháy. Bên trái đã tắt rồi. Tắt bếp là sẽ khóa ga. Rất là thông minh đúng không cả nhà? Tự dưng một cái chiếc bếp ga mà khi chúng ta quên mà lại tự động tắt bếp giúp chúng ta được. Giống như là có một người bạn đồng hành luôn canh giữ cho cái không gian bếp của mình, không bao giờ lo cái sự kiện cháy nổ hay là cháy nồi cả. Các anh chị cho em bếp ga này cái sự thông minh này, một nốt like cả nhà nhé, một nốt like, một bình luận ạ. Một cái chiếc bếp viền nóc anh chị ạ, viền nóc này, viền nóc mặt kính, dòng mặt kính thì các anh chị lau chùi rất là sạch sẽ rồi. Các anh chị yên tâm, nhà em cho các anh chị kiểm tra khi mà nhận hàng, mình cứ kiểm tra. Mình kiểm tra thứ nhất là xem có đúng cái mã số bếp của nhà mình hay không. 110H404, đây là mã số bếp của anh chị này. Và mình kiểm tra các cái chức năng hoạt động ok hết. Thực ra các anh chị chỉ cần bật lửa như thế này thôi, chứ còn chức năng thì em cũng đã test ok hết rồi. Trước khi gửi hàng đi cho các anh chị và trước khi lên trên kênh đều phải test hết cả nhà nhé. Bo viền inox thì nhìn trông rất là dày dặn và chắc chắn luôn ạ. Riêng đối với phần khung này này, dòng nguyên bản, nhưng mà đối với phần khung này của bếp thì nhà em cũng sẽ gọi là làm lại, căn chỉnh lại để làm sao cho đảm bảo cái tính thẩm mỹ hết. Đấy, rất là đẹp luôn. Hai bếp nấu phía trên và một lò nướng phía dưới các anh chị ạ. Khay nướng và vị nướng thì siêu rộng luôn rồi, siêu to khổng lồ. Vị nướng và khay nướng chúng ta có thể tháo rời ra để mình vệ sinh sau khi mình nướng đồ ăn xong nhé. Đây là nội thất bên trong của bếp nướng, em sẽ bật lò nướng cho các anh chị cùng theo dõi. Đây ạ. Trên lửa tầng trên hắt xuống và hai bên hông hắt sang, lửa rất là to và xanh đúng không cả nhà? Đấy. Bác nào mà tín đồ của bếp nướng thì không nên bỏ qua chiếc bếp ga này nhá. Chúng ta có thể hiện đồng hồ của bếp nướng. Lưu ý là chúng ta phải đặt đúng. Đấy ạ, đúng. Chúng ta kéo vào kéo ra rất là dễ thôi, không có gì khó hết.
Chúng ta có thể hẹn thời gian hẹn giờ này. Tối đa được 18 phút. Nãy giờ em bật rồi nên là chỉ còn 17 phút nữa thôi. Và tối thiểu cũng sẽ là 1 phút nhá. Sử dụng cực kỳ dễ thôi, không có gì là khó hết đâu ạ. Phím nhấn nó là công tắc bật bếp và nướng thì sẽ là nướng 2 tầng. Đấy, rất là dễ thôi, không có gì là khó hết. Đấy, em sẽ tắt cái lò nướng này đi. À dạ rồi, em đã nghe tiếng chiếc bếp bên phải này kêu tín hiệu rồi. Tắt bếp. Sau khi nồi nóng lên thì sẽ tắt bếp. Và sau khi tắt bếp thì sẽ khóa ga luôn nhá. Rất là dễ sử dụng thôi, không có gì khó hết. Mình chỉ cần nhấn và mình bật như thế này thôi ạ. Đấy, các anh chị chỉ cần sử dụng 1 đến 2 lần là mình đã có thể nhớ là các cái chức năng như thế nào rồi. Mặc dù là tiếng Nhật nhưng mà chúng ta sẽ sử dụng giống như là tiếng Việt thôi, không có gì cả. Còn nếu mà anh chị sợ mình không có nhớ được thì em Hương sẽ chụp cái màn hình dịch lại để gửi cho anh chị nhá. Chiếc bếp ga này dòng nguyên bản em bán với giá đó là 4 triệu 300 nghìn đồng ạ. 4 triệu 300 nghìn đồng cái chiếc bếp ga này. Anh chị nào mà quan tâm từ cái chiếc bếp này thì liên hệ cho em Hương theo số điện thoại 0359 014 200. Nhà em tại Thanh Hóa và có ship hàng toàn quốc. Lưu ý đối với các anh chị đó là khi mà mình nhận hàng thì mình đồng kiểm cùng với bưu tá luôn giúp em nhé. Thứ nhất đó là tránh cái tình trạng gửi nhầm bếp. Thứ hai đó là tránh cái tình trạng vỡ kính này, vỡ kính hoặc là bị móc méo, bị biến dạng trong quá trình vận chuyển. Có vấn đề gì phát sinh thì các anh chị liên hệ cho em Hương luôn ạ. Em sẽ xử lý cho các anh chị. Về hình thức thanh toán thì bên em Hương có cọc, các anh chị cọc nhẹ giúp em 300-500 để lấy chi phí vận chuyển thôi. Chung là các anh chị cọc để gọi là lấy niềm tin mua hàng thôi. Chứ còn lừa một người thì được, chứ còn lừa 100-1000 người thì làm sao được đúng không ạ? Các bác không có lo mà cọc xong mất tiền đâu. Còn nếu mà chưa có tin tưởng em Hương thì kết nối thêm Zalo, Facebook trên các trang mạng xã hội. Đấy, hoặc là theo dõi thêm kênh của em thêm một thời gian nữa nhá. 4 triệu 3 cho em bếp ga này có xứng đáng không cả nhà? Em Hương thấy quá là xứng đáng luôn. Cái dòng học đúc này gọi là siêu bền rồi. Các bác dùng tha hồ thoải mái. Bảo hành 12 tháng cơ mà. Như là chế độ bếp mới luôn. Đấy, có vấn đề gì thì liên hệ em Hương. Ngoài cái dòng bếp full chức năng như thế này ra thì còn rất là nhiều các cái mẫu bếp dòng cơ bản. Hoặc là những mẫu bếp giá khoảng tầm trên dưới 2 triệu, 3 triệu. Hoặc là những cái dòng cao cấp hơn, dòng 6, 7, 8 triệu thì nhà em đều có hết nhá. Gọi cho em là sẽ mua được bếp, gọi cho em Hương là sẽ có đơn thôi. Em Hương cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Trước khi các anh chị rời kênh thì ủng hộ em một like, một nút đăng ký với ạ. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.